Nay quay cái video này để cho cô chú dành cho những cô chú đã từng xem gia đình mình xem lúc trước á, cho nên là rất là thương nhớ hai em nhỏ, cho nên là cô chú yêu cầu là qua hai em nhỏ thì cô chú nhìn để nhớ, đỡ nhớ thương như là con cháu trong nhà đó. Cho nên là em quay cái video này cho cô chú xem khoảng 1-2 phút. Mới ngủ dậy cô chú à, giờ ăn giặt á, ăn xong uống sữa. Chị mang ăn vặt á.